Cuộc chiến pháp lý tăng nhiệt với kế hoạch vận động kiện tụng lớn và công bố cáo phó của cử tri đã chết của Trump. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Việt US 1040. Đây là video mới của kênh, mời quý vị cùng tìm hiểu một số tin tức nóng liên quan đến kế hoạch vận động kiện tụng lớn và công bố cáo phó của cử tri đã chết của Trump và nhóm chiến dịch tranh cử của ông như sau. Tổng thống Trump đang lên kế hoạch tổ chức lại các cuộc vận động quy mô lớn mang phong cách giống như chiến dịch tranh cử của ông, nhưng thay vào đó là chuyện kiện tụng đang diễn ra. Giới quan sát cho là chiến dịch tranh cử của ông Trump lên kế hoạch đi theo con đường ít truyền thống hơn trong việc thách thức kết quả bầu cử, gồm tổ chức một loạt cuộc meeting tập trung vào những nỗ lực pháp lý đang diễn ra của họ tại nhiều bang khắp nước Mỹ. Đài Fox News đưa tin ngày 9 tháng 11 như vậy và theo một báo cáo của trang tin Axios. Ngoài ra còn có một kế hoạch táo bạo lạ lùng đang được chuẩn bị. Theo Fox News, cùng với các cuộc vận động, ông Trump cũng có kế hoạch công bố cáo phó của những người được cho đi bỏ phiếu, nhưng thật sự đã chết để làm bằng chứng cho nghi vấn gian lận bầu cử. Đài CNN dẫn các nguồn tin cũng tiết lộ thông tin tương tự về kế hoạch này của ông Trump. Hiện có tin rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng đang điều động các đội ngũ tái kiểm phiếu làm việc tại bang Georgia, Arizona và Pennsylvania. Trong đó, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa John Collins đang dẫn đầu nỗ lực này tại bang Georgia. Ông Trump đã tuyên bố sẽ có hành động pháp lý trong những ngày tới khi ông từ chối công nhận thất bại trước ứng viên đảng Dân Chủ Biden. Mặt khác, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho hay đảng Cộng hòa đang vận động số tiền ít nhất 60 triệu đô la để hỗ trợ Tổng thống Trump kiện tụng liên quan kết quả bầu cử. Trên Twitter, luật sư Giuliani của ông Trump ngày 8 tháng 11 đã viết, việc Tổng thống Trump dẫn trước 800.000 phiếu trong đêm bầu cử đã bị xóa sạch bởi hàng trăm ngàn phiếu gửi qua thư được kiểm đếm mà không có bất kỳ sự giám sát nào của đảng Cộng hòa. Liên quan cáo buộc cử tri đã chết nhưng vẫn đi bỏ phiếu, chiến dịch tranh cử của ông Trump cho rằng có hơn 21.000 phiếu bầu được bỏ tại bang Pennsylvania nhà có tên cử tri đã chết. Thông tin trên bắt nguồn từ đơn kiện của một nhóm pháp lý bảo thủ chống lại tổng thư ký của bang Pennsylvania nhà. Họ cáo buộc bà đưa khoảng 21.000 người được cho đã chết vào danh sách cử tri. Những cáo buộc này hiện còn cần sự xác minh cụ thể. Trong khi thẩm phán liên bang John Dồn cho biết ông yêu cầu phải có bằng chứng xác thực. Bên cạnh đó có tin, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Wiley Hamba hôm qua 10 tháng 11 đã gửi văn bản ủy quyền cho giới công tố liên bang điều tra những cáo buộc rõ ràng và có thể đáng tin về hành vi trái quy định gây tác động tiềm tàng đến kết quả bầu cử liên bang trong một bang. Trước khi kết quả bầu cử được công nhận, ông Wiley Hamba nhấn mạnh các công tố viên có thể mở các cuộc điều tra sơ bộ và việc này sẽ cho phép họ cùng giới điều tra xem liệu có bằng chứng để tiếp tục điều tra sâu hơn hay không, theo AP. Ông này còn nhấn mạnh tuy cần phải xử lý kịp thời và hiệu quả những cáo buộc đáng tin, nhưng giới chức Bộ Tư pháp cũng phải hành động cẩn trọng và giữ cam kết tuyệt đối về sự công bằng, trung lập. Ông Wiley Hamba đưa ra chỉ thị mới vài giờ sau khi gặp lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện McConnell, người trước đó khẳng định Tổng thống Trump có quyền điều tra hành vi bất thường trong bầu cử. Báo chí Mỹ đưa tin ông Trump nhiều lần đưa ra cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, nhưng không trưng bằng chứng và chưa chấp nhận thua cuộc trước ứng viên đảng Dân Chủ Biden. Với chỉ thị mới từ Bộ trưởng Wiley Hamba, Tổng thống Trump có thể sẽ thúc đẩy cuộc chiến pháp lý về kết quả bầu cử. Tạp chí Politico hôm qua loan tin ông Bill Temphan, quản lý nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đã chủ trì cuộc họp với các nhân viên để bàn về những bước đi kế tiếp khi nhóm đang có hành động pháp lý ở tất cả bang chiến địa quan trọng. Cùng ngày, cố vấn nhóm Jason Mueller cho hay nhóm tin chắc rằng vẫn còn con đường cho Tổng thống Trump tiếp tục nhiệm kỳ 2. Jason Mueller cho biết thêm hiện nhóm đang nỗ lực thu thập những bằng chứng cho cáo buộc gian lận và tin rằng sẽ có đủ bằng chứng để thay đổi kết quả bầu cử ở bang Pennsylvania. Tình hình cực nóng khi có tin trong hôm qua, nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump nộp đơn kiện lên một tòa án liên bang ở Pennsylvania nhằm ngăn chặn giới chức bầu cử bang công nhận ông Biden thắng cử ở bang này. Reuters trích dẫn nội dung đơn kiện cho hai bên nguyên đơn cáo buộc giới chức bầu cử bang vi phạm hiến pháp Mỹ bằng cách tạo ra hệ thống bầu cử hai tầng bất hợp pháp. Theo đó, cử tri đến phòng phiếu bị giám sát chặt chẽ hơn so với những người bỏ phiếu qua thư.
Ngoài ra một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa ở Nghị viện phán sổ vây nhà đã tuyên bố sẽ kêu gọi kiểm phiếu lại và yêu cầu tạm thời không công nhận kết quả bầu cử cho đến khi quy trình kiểm tra hoàn tất. Trong khi đó, một thân cận của cựu Phó Tổng thống Biden hôm qua tiết lộ nhóm chịu trách nhiệm về chuyển giao quyền lực của ông đang xem xét nộp đơn kiện cơ quan dịch vụ công Mỹ, GSA, vì trì hoãn việc công nhận ông là Tổng thống tân cử, theo Reuters. Nhóm này khẳng định chiến thắng của họ đã rõ ràng và việc GSA trì hoãn là không công bằng. Political hôm qua dẫn lời hai quan chức tiết lộ chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows dự đoán GSA sẽ không công nhận ông Biden thắng cử cho đến ít nhất là ngày 13 tháng 11 và có thể lâu hơn. Báo giới Mỹ dự đoán từ đây đến ngày 8 tháng 12, các bang phải giải quyết những tranh chấp liên quan bầu cử, như kiểm phiếu lại và khiếu nại về kết quả bầu cử. Theo AP, ngày 11 tháng 12 là hạn chót các bang công nhận kết quả bầu cử. Đến ngày 14 tháng 12, đại cử tri đoàn tại mỗi bang sẽ chốt kết quả bầu cử tại bang đó. Cuộc chiến pháp lý tăng nhiệt đã làm bầu không khí nước Mỹ thêm căng thẳng. Mặt khác, việc Tổng thống Trump mới đây đã thay Bộ trưởng Quốc phòng cũng góp phần làm bầu không khí thêm nóng hơn. Sự ra đi của ông Esper là điều được giới truyền thông dự báo từ trước vì những bất đồng quan điểm với Tổng thống Trump. Có lẽ chưa bao giờ nước Mỹ rơi vào tình trạng căng thẳng như vậy. Nhiều người nói rằng để tránh việc kéo dài tình trạng bế tắc hậu bầu cử không có lợi cho nước Mỹ, nên để tòa án tối cao ra phán quyết cuối cùng, có lẽ nên như vậy.
Video tới đây là chấm dứt, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh Việt Du Hết 1040.